làm gì vậy? Mấy ạ? Dạ. Con này sao em? Con này không cần cân nữa, con này vừa đấy. Con này em loại cho cân rồi, 3,4 cân. Con này cách các bắt loại 3 cân. Dạ. Đấy. Cũng không bắt lắm, đùa không? Đừng để nó xuống xuống rồi. Đây. Cắm nó rồi. Con này phải 5 cân. Đây là bản kê lâm sản hợp pháp này, có dấu kiểm lâm này. Đấy, bên em bàn giao anh đầy đủ cái này nhá. Vâng. Thì là anh cứ đem về kiểm lâm đấy, anh nộp lên trên đấy. Vâng. Để đăng ký hoặc anh không đăng ký cũng được. Vâng, vâng. À, tùy là ý định của anh. Vâng, vâng. Thì đấy là quyền của anh tự quyết rồi, anh có giấy tờ hợp pháp rồi. Vâng. Thứ hai là hợp đồng liên kết chăn nuôi là bên em sẽ liên kết tiêu thụ sản phẩm cho anh 10 năm này. Vâng. Đây nhá, em ký sẵn đây rồi, anh về ký ở đây nhá. Vâng, vâng. Rồi cái đây là bảo hành này. Vâng. Con cầy này là hợp đồng bảo hành, em bảo hành sức khỏe cho anh 7 ngày này. Vâng. Đấy, trong vòng 7 ngày nếu con nào hiện tượng gì thì phải mang gấp lên đây. Vâng, vâng. Chỉ cần ví dụ như không may con nào mà chấm đĩa vắt hay như nào phát anh mang gấp lên đây cho em. Vâng. Cách ly khỏi đàn đem đây để em xử lý. Đấy là không may trường hợp xảy ra nhá. Vâng. Chứ vâng. Không gộp vào đàn được đâu nhá. Vâng, vâng. Đấy. Bác giới thiệu bác ở đâu anh? Đây là anh Ma Văn Huy. 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 Vâng. Đây Huy ở Tuyên Quang. Thôi, đừng để ý thế cho tôi à. Đặt luôn nha thử. À, con này sẽ không vừa. Đây rồi, bà bỏ túi được rồi nào. Bỏ túi lên. Bỏ nhanh lên đi. Đấy, con này vừa đấy nhỉ. Thôi thôi được rồi, con này 3,7. 3,8 chứ túi là 3,7. Được rồi, được rồi, bỏ vào đi. À. Con đang kêu chim chít. À, nghe không? Em không muốn người lạ vào nhiều. Vâng. Mới đĩa cách đây 3 ổ. Nó đè khoảng tầm mấy tháng là tách kìa anh. Con nó ăn uống khỏe phải tầm cân anh ạ. Nhiều người năm lạng tách ra chết hết. Năm lạng thì sao được cho nó. Thế nhiều ông cứ bảo ông mua cầy con về à, nhưng mà còn cái nịt. Vâng. Ở đây bọn em chăm sóc kỹ tính lắm. Vâng. Các anh mua về thế sau này cầy con chăm sóc kỹ. Vâng. Chứ chưa phải là nói được vân vân. Vâng. Chưa nói về cái vấn đề là sau này nó có bài tắt cái máy kìa. Vâng. Chưa nói là cái vấn đề là ông chưa kinh nghiệm mà ông mua cái cầy con về. Đúng rồi. Thì bây giờ thì em phải nuôi muốn lấy phải lấy loại to to tí. Đây như loại này là to lắm rồi. À. Thì bây giờ mình bắt này á. À. Là ngõ con ví dụ như con này có những con hơn tháng tuổi đó, con à. Con ví dụ đẻ sớm con đẻ muộn nên là có con to bé. À. Chứ không phải là cùng một tháng tuổi vứt vào đây đâu, nó nhiều loại lắm, anh nhìn mặt mỗi con mỗi màu kìa. Cái này là nó khác, nó không phải cùng một mẹ phải không? Không, không thể cùng một mẹ được. Bây giờ tất cả em đây cũng nhiều nguồn anh em sản xuất. Vâng, sợ về nó trùng gen ấy. Không. Hai đôi anh làm sao mà trùng? Ví dụ anh đến cái trại người ta có một hai đôi cầy nó đĩa mà anh bắt cả ổ con mẹ con nữa. Vâng. Bắt ổ con nó về. Ví dụ anh bắt là con đĩa ra được hai cái anh bắt cả về anh nuôi mới trùng huyết được chứ. Vâng, thì em cũng sợ kiểu đấy. Mang cái cân vào đây bà ơi. Bao nhiêu nhỉ? Chịu. Chắc lấy dây. Năm ngoái ấy là cái cây bố mẹ này là em bán chạy hàng lắm này. Vâng. Thì năm ngoái là kinh tế nó tốt đấy. Vâng. Nên là anh em nó cũng nhiều tiền. Ví dụ như này. Một cây đôi bố mẹ này là bao nhiêu tiền anh? Cái này rơi 35 triệu thôi. 35 triệu.
lấy loại này về là sinh sản được luôn ấy nhỉ? Con này phối rồi ấy, nhưng mà em chưa thấy bụng, em chưa tách. À. Đấy, đang ngựa chim ấy. Đấy. À. Con này nó phối rồi. Mang cái cân vào đây bà, mang cân to vào đây. Nó phối nhưng mà em là ở đây là cứ thế bụng con cái to to lên bắt đầu mới tách được. Vâng. Sợ nó chưa đậu ấy. Vâng. Chứ nhiều người cứ bảo à phối được khoảng tầm tuần tách ra, thật ra ai mà biết là đậu hay chưa. Vâng. Người thế chứ. Đúng rồi. Ngủ với nhau cả tháng còn chả có bầu chứ. Đây toàn cầy cái, những con nhốt lĩa này toàn cầy cái hết. Ừ. Còn kia, mấy con kia là được hết à? Con ở không, trong đấy cũng có hai con cái. Vâng. Hai cái ba được. Vâng. Con nó cũng chưa phải là được già nên em chưa tách. Vâng. Được già thì những con được già nó phối này, những con này được già này phối nhiều người như cái vật gầy xuống nhỉ. Ừ. Con này con cái động được nó phối. Theo kinh nghiệm của anh là nó phải, nếu mà béo quá là nó không kia nhỉ. Ôi béo, nếu mà con cái mà con đực béo quá chỉ nằm một chỗ. Vâng, nó không, nó phải không đi nhanh, lại nhanh nhẹn được. Chú đi ra, chú ơi, chú đi ra đi. Nóng cửa. Ôi con cầy này đang động đực. Đây này, nói chuẩn luôn, đét luôn, anh đang ra máu ở bướm này. Vâng. Đây, thấy chưa? Chuẩn chưa? Vâng. Máu ở bướm này. Đúng rồi. Đấy, ra máu anh. Đây, con này là ra máu bằng 2 phải không? Anh có lấy con này không? Vâng. Lấy về phối hay hay để đây em phối? Lấy về phối được. Nhưng mà con này to đấy. Còn thế vẫn giá đấy hay là? Nó tùy chứ, bây giờ thằng to thì giá khác. Nhưng mà con này đang con này về là lần này đang lên giống và ghép đôi luôn ở nhà anh. Đây này con đực này, con đực, con này con đực đây này. Ừ. Chim tôi đùng đây này. Vâng. Thấy chưa, thấy chim chưa? Vâng. Đây em, đây này, bây giờ con cầy này này, đây em bảo anh nhé, sau này anh về anh muốn tiêm phòng nó nhé. Vâng. Là tiêm như thế này, cái này em có tiêm vaccine, tiêm gì đúng không? Vâng. Đây. Đấy, cho đây cặp này. Vâng. Xong chọc cái vaccine vào trong đùi phát là ok. Vâng. Nhưng mà nhớ nhá. Vâng. Nó mà cứ kéo nhau với anh tự kéo từ từ thôi. Vâng. Không kéo giãn đùi nó là vứt luôn đấy. Vâng. Nó cắn chết, à quên, cắn giãn đùi là nó không lớn đâu. Vâng. Xoay đi. Đấy đúng không? Con này trước phối một lần rồi đây nhưng mà nó chưa đậu vì là nó vừa mới ra máu lứa đầu. Vâng. Giống chó ấy, vừa động được lứa đầu ấy. Nên là bướm nó cầu gần như là nó không có phôi để nó đậu. Nhưng mà cầy và lứa phôi mấy hôm nữa về nó phối lứa hai ấy, là chuẩn nhất. Vâng. Ui, con đừng cười cái đấy. Đấy. Con này này, nhìn này, anh nhìn này. Bướm nó động được lứa đầu, đang còn máu, đang vết máu này. Đấy, còn vết vong khô này. Ừ. Chưa? Động được rồi này. À. Đấy, anh hiểu không? Cầy ở đây bọn em nuôi để cho sinh sản mà, lứa này. À. Nên là gần như là động được hết nữa. Bác thích bỏ vào túi không? Em cho bác diễn lần này. Sau cái em bắt, cứ cầm này. Cứ anh cứ cho vào thôi. Biết đâu sau bán cầy cần phải bắt đi. Vâng. Đây, cứ cho nó bám được cái que này. Nó phải bám được vào cái que. To thì mới nhét được. Vâng. Chân nó hiền mà. Con này nó hiền. Con này hiền. Con đầu qua là con đầu luôn. Vâng. Nếu mà con nó có bầu to là phải tách ra đấy, tách chứ. Ví dụ anh đang ở một đôi như này. Vâng. Đôi như này nhá. Vâng. Mà anh phối mà thấy cái bụng nó to to lên. Vâng. Bụng nó phình lên. Vâng. Đi qua đi lại con cầy chữa là bụng nó nằm phỡn lên ngay, giống như con chó mẹ nó lên ngay gần đĩa. Vâng. Nó nằm này. Vâng. Bụng phỡn lên. Vâng. Là mình tách ra. Như anh mà không tách ấy, nó đĩa nó ăn mất con đây này. Vâng. Chỗ này này. Chỗ này hôm qua bị ăn mất con này. Vâng. Đây.
con này là hôm qua là còn một đực một cái này. Đây con cái nhá, nó đĩa là còn con đực ở đây này, đây này đang còn ra cái phân hôm qua là chạy hết đây, cả nhau thai nữa các kiểu nữa. Nó bị cái cả con đực ở đây nó ăn mất con, còn nhau vứt xuống bên dưới. Mình không kiểm soát được nhiều quá. Đây, như con này đang bầu này, đây này có bầu cứ nằm kiểu này này đấy. Thấy chưa, nó cứ nằm phè phè lên đây. Có bầu cứ phè phè, bụng nó to to dần ra. Thấy không? Nhìn tự nhiên con cầy anh đang ghép mà nó đang gầy gầy á. Mà nó bầu lên cái bụng anh biết ngay mà. Đây con đực này hết lứa này là phải cho nghỉ này. Gầy lắm này. Đóng cửa rồi. Con này chắc vừa đấy. Con này đẹp lắm, con này bầm đẹp. Con này vừa đấy. Vừa đẹp luôn. Móc cùng tay đâu vậy? Tinh vào ấy. Mày ảo. Nó không giống giòn nhỉ? Rồi đặt áng ở đây xuống không ạ? Để bắt luôn đỡ buộc. Mấy cái này 4.2 đâu 3.8. Trời ơi. Thế bằng có một lẫy. Cùng nhau. Cùng nhau. Thôi đi. Vaccine nha, bảo anh cầy này nhá. Cái cầy này là anh về nhé, khoảng tầm 2 tháng nữa anh tiêm vaccine nhé. Vâng. Thì cầy này em tiêm vaccine được 3-4 tháng rồi đấy. Vâng, nhưng mà vaccine loại nào? Đấy, vaccine chó mèo là được, cái loại 5 bệnh ấy. Nhưng em nói cái cầy này em đã tiêm được 3-4 tháng rồi. Vâng. Thì 1 năm phải tiêm 2 lần. Vâng. Thì 3-4 tháng nữa thì cũng tầm 2 tháng rồi là nó hết hạn vaccine rồi, anh phải tiêm thêm. Vâng. Nếu mà lúc đến đang có bầu động được thì thôi mình không tiêm nữa. Vâng. Tiêm vào bắp hay là tiêm vào bắp đùi ấy? Bắp đùi. Dưới da cũng được, nhưng mà đa số giờ chọc bắp đùi nhanh hơn. Con này hôm nọ bắt mấy cân nhỉ? 3.6. Người bắt